xin ông bán lại sân khấu để trao những đóa hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến các đại sứ của lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018. Bất động sản dấu ấn Sài Gòn, Sài Gòn Signature. Vâng, kính thưa quý vị, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018 được diễn ra với sự tài trợ và đồng hành nhiệt tình của nhiều đơn vị cá nhân. Và ngay bây giờ chúng ta xin được trân trọng kính mời những cá nhân, những đơn vị có tên vừa rồi cũng như là ngay sau đây sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận hoa thay cho lời cảm ơn đến từ ban tổ chức. Và quý vị cũng xin được trân trọng kính mời các nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, áo dài House, nhà thiết kế Liên Hương, nhà thiết kế Thủy Nguyễn, áo dài House, nhà thiết kế Tran, anh Tuấn, áo dài House, nhà thiết kế Tùng Vũ, nhà thiết kế Hữu La La, nhà thiết kế Tú Ngô và Nguyễn Minh Phúc. Thương hiệu áo dài Morgan. Thay mặt ban tổ chức, Kiều Nguyên xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà thiết kế đã chung sức cùng thành phố trong một hoạt động nhiều ý nghĩa. Và ngay bây giờ Kiều Nguyên xin trân trọng kính mời lên sân khấu nhà thiết kế Thuận Việt, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, nhà thiết kế Thu Thủy, nhà thiết kế Tuấn Hải, nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, nhà thiết kế Minh Châu, nhà thiết kế Đình Hải, nhà thiết kế Brian Võ, nhà thiết kế Nhật Dũng, nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, áo dài Bellani, nhà thiết kế Nguyễn Tuấn và nhà thiết kế Mai Thanh Duy. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện ban tổ chức lễ hội, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu để trao hoa thay cho lời cảm ơn đến các nhà tài trợ cũng như là đồng tài trợ với lễ hội áo dài năm nay. Xin được trân trọng kính mời.